Mạng xã hội hiện nay đã đóng góp rất nhiều vào đời sống con người và thậm chí đã cải thiện cuộc sống của chúng ta rất nhiều theo nhiều cách. Nhưng cũng không thể phủ nhận số lượng của sự hỗn loạn mà nó đã tiêm nhiễm vào thế giới ngày càng nhiều. Tất nhiên, nó chỉ là một công cụ và người ta có thể sử dụng nó theo cách nào họ muốn. Tuy nhiên, nhiều người sẽ lập luận một cách mơ hồ rằng việc quan tâm về mạng xã hội thì hơi ngớ ngẩn vì đó không phải là thế giới thực. Nhưng khi nó nằm trong tay của một kẻ ác quỷ thì mạng xã hội đó trở nên cực kỳ nguy hiểm, thậm chí gây chết người. Chào mừng các bạn quay trở lại với Hồ sơ trọng án, và hôm nay là câu chuyện về vụ án chính xác chết của kẻ có tên gọi là sát thủ Trickster tại Nhật Bản. Vào cuối tháng 12 năm 2020, thủ phạm của một trong những vụ án kinh hoàng nhất tại Nhật trong mấy thập niên gần đây đã bị tuyên án tử hình. Hắn luôn tìm những người có ý muốn tự tử trên mạng xã hội Twitter, dụ dỗ họ đến nhà hắn cưỡng hiếp và giết hại, cướp tài sản. Có trường hợp một cô gái đã bị giết vào cuối tháng 8 rồi tiếp tục ra tay với bạn trai của cô ấy khi anh ta đến hỏi hắn về tung tích bạn gái. Đó chính là Takahiro Shirashi, là một thanh niên người Nhật điển hình, đeo kính, hiền lành, ít nói, sống trong một căn hộ nhỏ ở Jama ngoại ô Tokyo không xa, nơi được mệnh danh là ngôi nhà kinh hoàng. Thế nhưng vào một buổi sáng ngày Halloween 31 tháng 10 năm 2017, cảnh sát Nhật đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng dưới nền nhà người đàn ông này lúc hắn 27 tuổi. Có hai thủ cấp và các bộ phận của 9 thi thể không còn lành lặn, trong đó thuộc về 8 nạn nhân nữ độ tuổi từ 20 trở xuống, cùng 240 chiếc xương người được nhét chặt vào thùng làm lạnh và hộp đựng dụng cụ. Bên trên được phủ rơm che kín. Hắn thậm chí còn rải cát vệ sinh của mèo lên các thi thể để khử mùi. Shirashi khai với các điều tra viên rằng hắn giết 9 nạn nhân trong 2 tháng, tức trung bình mỗi tuần giết một người. Shirashi từng là một đứa trẻ hiền lành và có thể giao tiếp với mọi người xung quanh một cách bình thường. Khi còn đi học, thành tích của Shirashi không hẳn quá xuất sắc, nhưng hắn khá chăm chỉ. Một vài người bạn cùng lớp nhận xét tên này không nổi bật nhưng cũng không hề khó gần. Thích chơi thể thao, là một người rất biết lắng nghe và không hay nói nhiều về bản thân mình. Một người bạn khác của hắn còn nói rằng Shirashi trầm tính đến mức nhiều người còn không nhận ra hắn khi tin tức về tội ác của sát thủ Trickster được đưa trên truyền hình. Trong gia đình, Shirashi thân thiết hơn với cha, một nhà thiết kế các bộ phận cho xe hơi, vì mẹ và em gái hắn đã chuyển đến ở gần trường học của cô em gái. Ngoài ra, một người bạn gái cũ của Shirashi cũng gọi hắn là một người đàn ông nhẹ nhàng, không bao giờ nóng giận với phụ nữ. Và khi cô đòi chia tay Shirashi, hắn chỉ ôm lấy người phụ nữ này và năn nỉ bạn gái đừng bỏ đi. Nhưng có lẽ sự tàn độc của hắn đã nhen nhóm từ khi Shirashi chỉ là một đứa trẻ. Một người từng học cùng lớp với kẻ sát nhân tiểu học cho biết Shirashi và các bạn rất thích chơi trò bóp cổ nhau cho vui, và hắn từng tham gia trò chơi quái dị này nhiệt tình đến mức ngất xỉu. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Shirashi xin được việc làm ở một siêu thị, nhưng bỏ việc sau khi mới đi làm được một ngày. Một thời gian sau, hắn trở thành cò môi giới mại dâm hoạt động tại Kabuchiko, khu đèn đỏ lớn nhất Tokyo. Cụ thể hơn, hắn sẽ tìm đến những cô gái trẻ nhẹ dạ và lười lao động, hứa hẹn sẽ giúp họ tìm được những công việc nhẹ nhàng nhưng lương cao, rồi lừa họ làm việc tại các câu lạc bộ tại Kabukicho. Vào tháng 2 năm 2017, hắn bị cảnh sát bắt và phải chịu án treo vì lừa bán một cô gái trẻ vào động mại dâm. Các đồng nghiệp của Shirashi cũng không thể chịu nổi phong cách làm việc trơ tráo của hắn, đến mức họ từng đăng ảnh hắn lên Twitter với dòng chú thích: cẩn thận với gã này. Cuộc đời Shirashi bắt đầu xuống dốc khi hắn than thở với cha vào tháng 6 năm 2017. Con không biết tại sao con vẫn còn sống nữa. Hắn chuyển đến ở căn hộ một phòng ngủ ở Jama, phía tây bắc ngoại ô Tokyo vào ngày 22 tháng 8 năm 2017. Chính căn hộ này đã trở thành hiện trường của 8 vụ giết người đẫm máu. Tại đây, hắn tự nhận là một đao phủ chuyên nghiệp và liên hệ với những người phụ nữ trẻ muốn tự sát, rồi hứa sẽ chết cùng họ để họ không phải cô đơn. Việc tìm kiếm và dụ dỗ các cô gái trẻ qua Internet không quá khó khăn với Shirashi, kẻ đã có nhiều năm lừa các thiếu nữ vào các động quỷ rải khắp Kabukicho. Sát nhân Trickster sẽ chọn ra những người hay tâm sự trên Internet, tìm hiểu những mối bận tâm cũng như khổ đau của họ, tìm cách nói chuyện, đưa lời khuyên và giả vờ chia sẻ với các nạn nhân, rồi hẹn gặp mặt khi hai bên đã đủ thân thiết.
Nạn nhân đầu tiên của Shiraishi chính là người yêu của hắn. Cô gái là một nhân viên văn phòng 21 tuổi đã tìm đến Shiraishi để tự sát, nhưng hai người dần dần yêu nhau sau khoảng thời gian nhắn tin và gặp gỡ. Shiraishi muốn gắn bó với cô gái này cả đời để sống dựa vào túi tiền của nạn nhân. Nhưng sau khi cô gái ép hắn phải trả lại tất cả tiền hắn đã vay của mình, tổng cộng 5.000 đô, cộng với việc Shiraishi nghi ngờ bạn gái đang cắm sừng mình, hắn đã giết luôn người yêu. Shiraishi khai nhận với cảnh sát rằng hắn sẽ sát hại nạn nhân ngay sau khi gặp mặt họ, sau đó sẽ phi tang thi thể. Lần đầu tiên gây án, Shiraishi tốn 3 ngày để thu dọn hiện trường và phân xác người xấu số. Nhưng từ nạn nhân thứ 2 trở đi, tất cả chỉ tốn có 1 ngày. Lời khai của hắn trùng khớp với những gì cảnh sát tìm thấy ở căn hộ của Shiraishi: kéo, dao, cưa và đồ làm mộc. Thêm vào đó, cảnh sát còn tìm thấy dây trói trong nhà Shiraishi và họ tin rằng hắn đã giam giữ một số nạn nhân vài ngày trước khi xuống tay với họ. Hàng xóm của Shiraishi cũng từng ngửi thấy mùi hôi thối như cống rãnh hoặc cá chết bốc ra từ căn hộ của hắn tận tháng 8/2017, nhưng không ai báo cảnh sát vì không nghe thấy âm thanh khác lạ nào. Sự việc bị phát giác nhờ vào anh trai của một nạn nhân. Anh này đã sử dụng chính Twitter để giăng bẫy kẻ sát nhân đồi bại. Sau khi không thể liên lạc với em gái trong nhiều ngày, ngày 24 tháng 10 năm 2017, anh ta đã báo cảnh sát. Các điều tra viên trích xuất dữ liệu từ các camera trên đường phố và phát hiện ra người cuối cùng cô gái gặp gỡ là một người đàn ông, sau này được xác định là Shiraishi. Người anh đã đăng nhập vào tài khoản Twitter của em mình để tìm kiếm manh mối và đọc được tin nhắn của cô hẹn chết cùng với Shiraishi. Nhận thấy chủ tài khoản Twitter hay nói chuyện với em gái mình, chỉ theo dõi và tương tác với các cô gái, anh đã nhờ một người bạn nữ nhắn tin và hẹn gặp mặt Shiraishi. Sau khi sắp xếp được cuộc gặp, anh đã gọi điện báo cảnh sát để họ có thể mai phục. Cảnh sát gõ cửa nhà Shiraishi, đặt câu hỏi về cô gái mất tích và hắn chỉ vào một chiếc thùng làm lạnh ở góc nhà, lạnh lùng trả lời, cô ta ở trong đó. Trước tòa, kẻ sát nhân khai nhận, lúc đầu hắn ta định chối sạch mọi tội lỗi, nhưng cuối cùng lại quyết định nhận tội sau khi nhận ra có quá nhiều bằng chứng chống lại mình. Luật sư của hắn biện hộ rằng, các nạn nhân đều có ý muốn tự sát và họ đã đồng ý để Shiraishi giết mình. Chính vì vậy, Shiraishi xứng đáng nhận một bản án nhẹ hơn. Tuy nhiên, Shiraishi đã gạt đi lời biện hộ này, thừa nhận rằng hắn đã tự ý sát hại những người xấu số. Hắn muốn nhận toàn bộ trách nhiệm. Shiraishi cũng bày tỏ ý muốn không kháng cáo và chỉ mong phiên tòa chấm dứt càng nhanh càng tốt để tránh cho cha mẹ hắn khỏi những khó khăn không đáng có. Theo lời khai của Shiraishi, sau khi cãi nhau với cha, hắn quyết định sẽ quyến rũ những người phụ nữ cô đơn và lừa sạch tiền của họ. Lúc đầu, hắn không có ý định giết người mà chỉ muốn đánh thuốc, cưỡng hiếp và cướp tiền của nạn nhân. Nhưng sau đó, vì sợ bị tố cáo, hắn quyết định thủ tiêu người bị hại để bịt đầu mối. Và vì hắn đã phạm pháp rất nhiều lần trước đó, nên hắn nghĩ rằng chỉ cần mình không bị phát hiện thì sẽ không sao. Hắn cũng thừa nhận cho dù hắn có thấy xót xa cho một vài nạn nhân, nhưng hắn không thấy ân hận. Và nếu như không bị cảnh sát bắt giữ thì hắn cũng chẳng thấy hối tiếc gì. Tờ Mainichi Shimbun đã phỏng vấn Shiraishi sau khi hắn bị tuyên án tử. Trong cuộc phỏng vấn này, Shiraishi trả lời rằng hắn muốn gặp gỡ, tìm hiểu và cưới một cô gái bình thường trước khi bị xử tử để có thể tận hưởng cuộc sống bình thường dù có đang ở tù, và nếu có vợ, hắn sẽ được tiếp tế thường xuyên hơn. Dù vụ việc xảy ra từ năm 2017, phiên tòa xét xử Shiraishi mới được diễn ra vào hôm 15 tháng 12 năm 2020 vừa qua. Tên này đã từng phải trải qua 5 tháng kiểm tra tâm thần trước khi bị khởi tố vào năm 2018. Theo NHK, 435 người đã đến tòa để theo dõi quá trình xét xử, dù tòa án chỉ có 16 ghế ngồi cho người dân. Điều đó cho thấy sau 3 năm, sự quan tâm và phẫn nộ của dư luận vẫn không nguôi ngoai trước tội ác kinh hoàng của Shiraishi. Trả lời phỏng vấn với báo giới, cha của một trong các nạn nhân bị Shiraishi sát hại, một cô gái 25 tuổi cho biết ông sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã sát hại con gái mình. Bất cứ lúc nào tôi nhìn thấy một cô gái ở độ tuổi của con mình, tôi đều nhầm lẫn đó chính là con gái của tôi. Nỗi đau này sẽ không bao giờ nguôi. Hãy trả con gái lại cho tôi, cha của nạn nhân cho biết trong phiên tòa. Và có một điều rằng, tại Nhật Bản, án tử hình được thực hiện bằng cách treo cổ và ngày thi hành án sẽ không được công khai cho đến khi bản án được thực hiện xong. Bản án đã kết thúc nhưng vẫn để lại trong lòng người sự căm phẫn tột độ. Nó cho chúng ta thấy rõ được con dao hai lưỡi của mạng xã hội. Mặc dù đã góp phần và thậm chí cải thiện cuộc sống của chúng ta rất nhiều,
Mọi người nghĩ sao về tên sát thủ này? Liệu có còn nhiều vụ án tương tự xảy ra bởi mạng xã hội hiện nay? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé. Nếu như thích video này, hãy like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những vụ án tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.